Con thấy khô rồi đó, sao con không gửi lại cho người ta đi? Bác không Con thấy vậy con làm đúng hay sai nè? Rồi một cái thắc mắc nữa, mấy ngày nay không thấy con là con là ở đâu nè? À, Trinh ơi, dạ bữa nay là ngày con mới vừa đi về phải không? Hôm qua lần hả? Nhưng mà chú hỏi thiệt đây nè, cái bữa đó có một cái video á nói về cái cảnh mà con lấy ở đó, có phải là con không vậy Trinh? dạ phải Nhưng mà chú cũng hơi thắc mắc một điều là trong cái giỏ đó đó, con có nghĩ đó là cái món hàng hay là một cái đồ gì giống như rác? Con nghĩ là cá. Nhưng mà con cầm trên tay rồi con nghĩ đó là cái gì? Con nghĩ cái cục gì mà vô tới chợ con mới tháo ra là ba bịch khô, con thấy không tàn con đem đi bán. Ủa, món ăn hả con ha? Dạ. Ủa sao mà có người nói cái giá trị nó cao lắm mà. Kiểu có ba còn giấy tờ trong phòng, con không biết con dọc thùng gác Nhưng mà đâu biết chữ rồi mà giấy à, nhưng bây giờ á là lúc con cầm lên là con cũng nghĩ đó không phải, con không có giá trị. Nhưng mà con mở ra con thấy khô rồi đó, sao con không gửi lại cho người ta đi? bác không không về. À, mà tại sao nè? Mấy cái chuyện đó là con cũng biết là mình làm nó không đúng mà, nhưng mà con vẫn bán ha. Được nhiêu tiền vậy con? 300. Rồi dạo này đi xin không có sao, quả gì lắm mà chị. Không cho ai chơi nữa. Trời im ha. Trời không cho. Dù mà bán đồ mình thua. Trời trời. Biết luôn hả? Biết sao bán? Nhưng mà thật sự á, người ta cũng biết con có con còn nhỏ, chính như vậy á người ta cũng vẫn cho, chứ con đừng có bi quan. Quan trọng á là con đừng có làm những cái chuyện đó nữa. Con đi xin không ai cười con đâu, nhưng mà con làm cái chuyện vừa rồi là người ta sẽ cười con á. Từ đây về sau á con có còn dám làm cái chuyện đó nữa không? Con thấy chuyện con làm đúng hay sai nè? Rồi một cái thắc mắc nữa, mấy ngày nay không thấy con là con là ở đâu nè? Trên lầu luôn nói chuyện luôn. À, cũng như là những cái anh cán bộ thì cũng có nói chuyện với con và phân tích cho con những cái điều tốt điều xấu không? À, chính vì Bác không thè tay ra để mở thế có bảo ở bên một cây. ủa vậy hả? Cái đó là phạt nhẹ con rồi đó. Giống như thầy giáo của cô giáo đó, phạt đứa học trò mà không chịu học bài vậy đó. Và con cũng giống vậy phải không? Giống như là cảnh cáo con thôi phải không? Mạnh lắm. Mấy ngày vậy? Một hả? Trời, gặp chú thì chú giác luôn cực điện luôn. Vậy mới vừa rồi. Thật sự chú cứ nghĩ trong đầu của con á, là sách không phải là một món quà, có món đồ có giá trị, mà con đứng đó con lựa rất lâu. Mà thật sự nhìn cái đó thì buồn lắm ở bên trên. Như là em mấy người mình chạy chửi vương không ai cho mình tiền đâu. Đâu phải mà không ai cho tiền của mình làm chuyện đó. Mà con thấy nói không tiền nữa. Chú Phong nói thiệt nha, chú Phong cũng có ăn nè và chú Phong uống ngay tại Hồng Ngự nữa. Có nhiều người nói lắm chú Phong không tin, nhưng mà thấy cái video đó rồi chú Phong mới ngỡ ngàng ra đó, là không ngờ Trinh như vậy. Nhưng mà đó, làm chuyện gì con người mà ai cũng có lúc sai. Rồi con về cũng không có tiền ngày cả trời. Nhưng mà con thấy cái chuyện con sai, con có từ đây về sau con còn làm nữa không? Dạ không. Làm ở mấy chú học Đó,
với là cảnh cáo nhẹ đối với con thôi đó nha. Thôi nó vẫn nói rồi vẫn ăn đi. Nhưng chú cấm chú sẽ không vào chợ. Vào chợ nếu mà vậy con làm chú thật mạnh. À thì con có năn nỉ mấy chú không? Có. Năn nỉ sao? Dạ con biết sai chú giữ trời. Con biết con sai. Nhưng mà mấy chú không cho con qua bên chợ đó rồi con không con đi xin được. Con phải nói mấy chú vậy. Cho qua bên chợ lúc khuya. Lúc khuya? Rất khuya á hả? À là cứ như ban ngày thì được phải không? À. Con á, vô đó nhưng mà con hiện giờ thấy nghe con khan tiếng á, là do làm sao? Con phải... Con có cãi lại người ta không? Dạ không, con thừa nhận. Là thấy con nói là không phải đâu. Giờ bây giờ thở cho con coi, con cũng biết khu vực có chợ nào cũng có camera nên vẫn biết luôn ha. Biết mà chẳng lấy chị. Vẫn khác mà chứ đâu nó nằm khác mà được. Cũng phải là con đi vô nhà người ta con lấy. Không biết đông gác thì sẽ chịu trả tới khu đường vậy. Chính vì vậy một điều chú Phong cứ nghĩ nè, nếu mà con á, có ý xấu á, là con sẽ lấy thiệt lẹ và con sẽ đi thiệt lẹ. Chứ không phải con đứng mà con sàn, con lựa có món nào bự bự con nặng nặng con mới lấy, đúng không? Đứng nó bươi mà. Thì nếu mà có ý đồ xấu là sẽ làm thiệt lẹ. Ngày hôm đó con cũng bóng con mười mấy ngàn đó. Là sao? Ấy gần đó có dự gia trai con đi làm bán được mười mấy ngàn. Rồi con đi làm tí. Có lụm luôn? Dạ có. Đó con thấy con làm con đi lụm mười mấy ngàn mà giá trị đó nó lớn hơn là 300 ngàn mà con phải ăn cắp đồ đó ở trên. Con thấy con phải trải qua 3 ngày mấy ngày mà giáo huấn của cán bộ rồi đó. Dạ có một buổi sáng. Con bây giờ đây cô xem lần một con nó hơi khó thì con giữ lại đi xin chung đi. Hai chồng ta đồng thanh đồng thủ rồi. Con có cái đó con hết giọng diền lợi. Sao chồng... nữa? Thằng Lợi sao con nói nghe coi. Mày không diễn. Rồi con không có cực đầu. Rồi thì kiếm con ở đầu. Rồi nó còn bỏ dậy tốt tí người khác. Không, cái này gì cái này chú Phong phải nói chuyện với nó. Chú Phong phải nói chuyện với nó luôn á. Nói với con một cách như vậy. Con còn nó có hề. Con bây giờ ẩm con còn đi. Nói nếu mà mẹ như vậy rồi thì sẽ có nuôi con. Chứ không có mẹ gã nào thương con cũng vậy. Con mình đâu. Rồi chính vì á là con cũng vừa buồn cái chuyện mà đã bị cái vụ đó rồi và thấy cái hàng Lợi nó đi với một người phụ nữ khác nữa nên bây giờ tinh thần con nó sa sút phải không? Không còn lại. Trời ơi trời, lần đầu tiên tôi thấy cái môi đó kìa, khép lại xíu nên Lợi à. Không, bên này chú Phong hiểu. Con thương người ta nhưng mà người ta lại phụ con đó, người ta đi với một người mới nữa. Và thật sự chú Phong sẽ gặp thằng Lợi, chú Phong cản lại nó là tuyệt đối không được quen một người nào khác ngoại trừ Trinh. Con không cản rồi, trong hình nó hết thương con rồi. Con kể cho cô. Nhưng mà con phải nghe. Con đó. Đó cái gì? Đó thì chú Vinh làm mai người ta. Làm chú Vinh nó chạy nước mắm luôn à. Bà cũng bị cái clip sao giùm con ba nội ơi trời. Cái gì đâu á. Tao bươi tụi bay tơ tới nắp luôn nè. Tao bươi tụi mày chọc tao ha. Rồi nè vô. Cho đi làm mai lại cho nhỏ khác rồi. Nè con có nghĩ cái hàng Lợi nó đi cái đó đó
là nó đi thiệt, là nó đóng phim. Đi thiệt. Nhưng mà chú thấy nó đóng phim. Nó đi thiệt, con đi đâu 3-4 ngày mà nó làm gì vô trình về đó. Không có đâu, chú biết nó đóng phim luôn nữa nè. Chú phim đâu. Thiệt luôn á. Mình nắm tay nhau. Phim tình cảm. Mấy chú gì đâu bất ngờ chạy xe đâu vòng vòng còn thấy nó còn đi lỡ mà. Bữa đó nè chú không có coi nè. Nói hạng con Lợi á, nó cặp vai với con nhỏ nào mà cái dáng y như con Trinh vậy đó. Sao bữa nay dáng con Trinh nó bốc dữ người ta. Ai nhà là không phải con Trinh hả? Dạ. Vậy mà đứa nào hả? Bà ngoại con dâu. Nhưng con có biết ai ai đứng phía sau không? Sau lưng Ngàn Lợi là ai nè? Là bà đó. Mà sau lưng bà đó là ai nè? Trời ơi, nó bao che cho hai kìa. Đạo diễn hả? À? Ừ, bây giờ thằng nào đạo diễn nè? Dạ, chú Trinh với chú Hảo. Trời, tôi biết đâu trời. Trời ơi con. Lại nó tự nắm tay đó. Ừ. Dạ con. Con. Trời ơi nó cứ đứng phía sau á con, nó nâng hoài đó con. Ừ. Còn hàng Lợi á, nó thấy cái dịp này đó ngon. Ngon ngang. Chỉnh đi rồi ngon. Không nhớt cái hàng luôn. Sao? Thấy cái bà đó có bén hơn con không? Bén hơn. Dám đâu. Không dám. Một lớn, bà nhỏ luôn. Ủa bà kia, bà nhỏ nó khác bà ơi. Mà tính ra nè, cái bà kia bà lớn tuổi rồi Trinh ơi. Không có xứng với con Lợi đâu, đừng có vậy nha. Má của bà 14 rồi. Thì con nhiêu? 24. Ừ, con còn trẻ măng, con còn tươi rối nè, con còn căng mộng mà. Thích quá hay nghe nó phái. Thưởng chú Hồng một quà. Đó trời. Vậy còn con thưởng hai kia là sao? Không. Hai ông kia là sao? Thưởng có quà nào. Người ta biết hết trơn rồi mấy anh ơi. Kiện nhà với kịch bản. Bây giờ nè phải kêu thằng Lợi coi nè, Lợi ơi Lợi. Đi rồi. Đi đâu rồi? Này nè, chú nói cho con nghe luôn, trong kịch bản của ông Kiện viết có cái khúc mà thơm nữa đó, mà chú thấy là thương tội nghiệp cho con, bởi vậy chú bỏ khúc đó ra đó. Cái gì? Có vô bụi nữa hả? Rồi. Lợi nắm tay uống đứng dưới gió chịu không nổi. Cái là con thấy Lợi nó nói chuyện không? Nó thơm là thơm cái kia kìa, là kít á, là hôn á. Biết rồi. Ừ. Mà bà lớn lại giọng gì quá hơi. Thôi. Biết luôn hả? Mỗi người có một cái cái vị đặc biệt. Nha. Không có được nói người ta vậy nha không? Ơi mà tính ra sao mà đành đạn Lợi này chứ. Lại bữa đó nó diễn mà đứng yên không đâu dám nhúc nhích đâu. Không đi, dám đâu nó đi nhúc, là đổi liền. Nó nhúc nhích. Trên ơi. Dạ. Con thấy cái tai hại của con mà con đi có mấy ngày thôi đó mà thằng Lợi nó lại hãy đi tìm nữa không? Dạ. Mấy mốt còn đi nữa không? Lẫn gì con sợ. Nó đi mấy cây số luôn đi gặp bà đó. Mấy cây số luôn. Thôi bây giờ nè, cái hàng Lợi á thì nó qua con về con vẫn đi mày không mấy ai ở. Nhưng mà chú có một cái thông tin quan trọng là Trinh. Trinh, chú có một cái thông tin quan trọng luôn. Dạ. Con gái của cái chị đó đó. Dạ. Lại thích Trinh. Dạ, con chịu quá. Thích không? Dạ hết.
Vậy là con cũng cái gu đó là gu của con phải không? Dạ. Vậy là con chịu đứa con đó. Dạ. Con chấp nhận cho thằng Lợi đi theo người mẹ. Dạ. Trời ơi, vậy sống nha. Vậy bây giờ cái người đó con có muốn đi tới gặp liền không? Dạ muốn. Cha 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 cha. Được rồi. Nếu mình có đồng ý thì ok luôn. Tới luôn. Dạ. Rồi chú Phong nghĩ hoài đây nè. Con là con gái. Dạ. Còn con nhỏ kia cũng là con gái. Mà thương nhau kiểu gì? Cũng như vậy thôi. Vậy ha. À, nhưng mà nói chung là cái này là cái người con gái đó, đó cũng có lên tiếng là có nói thích nữ. Và có nói thẳng một câu với chú Phong với mấy chú đây luôn á là rất thích Trinh. Dạ. Thì con có chấp nhận không? Dạ chấp nhận. Vậy giờ là con ăn xong rồi đi tới cái người nữ đó. Dạ. Xem cái người đó có chấp nhận mình không ha. Chịu không? Dạ đồng ý. Bây giờ nè, lên tiếng với người đó đi, cái thế là người đó cũng đang xem nè, nói Trinh nói chuyện với người đó đi. Dạ, Trinh cũng thích luôn. Nếu mà em đồng ý chấp nhận chị cũng chấp nhận Trinh luôn. À, thì ra là Trinh cũng chịu cái vấn đề cái người nữ đó thương mình cũng thương lại luôn. Dạ. Bây giờ mình đổi cái phong, giống như mình đổi cái gu mới đi ha. Cái gu cũ mình xài hoài có kiểu hoài nó chém không? Ồ. Oh. Mà khi nào mà hai đứa gần gần nhau đó cho chú Phong tiếp cận gần để coi cái kiểu nha. Thôi trời đứa ai đó luôn. Có gì con già gì cả. Thôi bây giờ nè, ăn lẹ lên đi. Đi lại thăm người đó liền. Lúc mua con đó 16, 17 tuổi là gú con vậy mà. Là sao? À, con cũng có thích nữ. À, con cũng thích nữ. 3 năm, năm con 15 tuổi, tới 18 tuổi. À. Rồi hẹn người lớn biết hai đứa cũng chia tay trong im lặng. Vậy là con đã từng quen với người nữ rồi. Ồ, vậy là hợp quá rồi. Vậy là ok luôn nha. Dạ. Rồi, một hồi sẽ dẫn người đó. Ủa, dẫn con đi lại người đó. Rồi, dạ. Hai bên nói chuyện tâm sự. Được, tiến tới luôn. Dạ. Mà có nói với Lợi nghe không? Dạ. Cho anh Lợi hay luôn đi. Chứ nói hả, đợt này thả cửa cho ông quen với bà mẹ. Dạ. Ok không? Dạ. Rồi, kêu ổng ra đây. Con không, bây giờ lên tiếng với anh Lợi đi, anh Lợi thấy nào cũng xem nè. Anh Lợi ơi. Thằng này cũng tới chuyện với anh Lợi. Dạ em hạ cổng cho anh đi với người mẹ và em bên người con. Ồ, hạ cổng ba cổng. Ừ, con, ừ, cái hàng này nó nói nè. Nhưng mà tối về con kêu anh Lợi bằng gì? Không có, hai đứa con thì đi chỗ khác. Không phải, thằng Lợi nó quen bà mẹ. Mà con lại quen nhỏ con. Con kia bằng Dượng. Dượng ơi, con có phải là bên chức bằng ba không? Không có chức từ ba đâu. Nhưng mà buồn buồn cái nó kêu con Trinh. Nói gì Dượng. Nói đây ba biểu. Trời ơi, thôi ăn đi rồi về với hả là à, đi gặp cái em gì đó bé này. Bé Ngọc. Ờ, à, đi gặp bé Ngọc nha. À, rồi, hãy đón chờ cái cuộc hội ngộ giữa bé Trinh với bé Ngọc nha quý vị. Đã.